Hello, xin chào mừng bạn đã đến với video hôm nay với chủ đề những việc cần làm trước khi mở spa. Tôi là Thái Phương Anh, chuyên gia về đào tạo kinh doanh spa và kinh doanh mỹ phẩm. Trước khi mở spa thì Phương Anh không chịu tìm hiểu thông tin, chính vì vậy Phương Anh đã lãng phí tiền một cách vô ích. Và đó là lý do Phương Anh làm video này để dành riêng cho bạn. Và Phương Anh hy vọng là những kiến thức trong video này sẽ giúp ích được bạn trong việc mở spa như thế nào cho đúng. Khi chúng ta mới mở spa, bạn cũng giống như Phương Anh. Đầu tiên là chúng ta không có quá nhiều vốn. Thứ hai là chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Thứ ba là chúng ta chưa có thông tin, chưa tuyển được nhân viên, chưa tuyển được bác sĩ, chưa set up được spa tốt. Có quá nhiều việc cần làm và chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Và khi chúng ta rối như vậy thì chúng ta dễ gây ra những sai lầm. Vậy thì trong video này, Phương Anh sẽ hướng dẫn cho bạn là bạn nên chú tâm vào những việc như thế nào để chúng ta có thể kinh doanh spa thật tốt. Đầu tiên thì bạn cần phải có một checklist, có nghĩa là bạn phải ghi xuống tất cả những điều mà bạn cần phải làm. Đầu tiên là thiết kế spa như thế nào, nhạc như thế nào, rèm như thế nào, chọn giường như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ tìm xem là chúng ta nên làm dịch vụ gì, bạn đang giỏi về dịch vụ gì, và bạn sẽ chọn dịch vụ đó để làm dịch vụ chủ đạo ở spa và tập trung tất cả máy móc, nguồn lực, con người vào dịch vụ này. Ví dụ như bạn chọn điều trị nám thì bạn hãy mua máy laser, mua các loại kem chống nắng để có thể hỗ trợ bạn trong việc điều trị nám. Cũng giống như vậy thì bạn sẽ tập trung bạn học về điều trị nám, bạn sẽ tập trung bạn chọn những nhân viên có kinh nghiệm trong việc điều trị nám và những bác sĩ trong việc điều trị nám. Như vậy sẽ giúp cho bạn tập trung nguồn lực vào đúng một dịch vụ duy nhất, và đó sẽ là dịch vụ làm nên tên tuổi của bạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ checklist tiếp theo. Đầu tiên là chúng ta sẽ thiết kế spa này, sau đó là sẽ chọn máy móc. Đó, thì chúng ta sẽ checklist ra là chúng ta cần những thứ máy móc như thế nào. Sau đó checklist ra là chọn nhân viên như thế nào, các tiêu chí để chọn bác sĩ như thế nào, chọn đồng phục như thế nào, chọn âm nhạc như thế nào, chọn ánh sáng, thiết kế ánh sáng như thế nào. Viết ra hết những việc mà bạn cần làm và việc gì quan trọng nhất thì bạn hãy ưu tiên làm việc đó trước. Còn những việc không quan trọng thì chúng ta cứ để đó sau cũng được. Làm từng việc một, và khi làm việc nào xong thì chúng ta sẽ checklist. Làm thế nào để có thể chọn được máy đúng bây giờ đây, trong rất nhiều các loại máy trên thị trường? Vậy thì bạn hãy search Google là một nơi rất là tuyệt vời để chúng ta tìm kiếm thông tin. Nếu như bạn cần mua máy laser thì bạn hãy search là máy laser nào điều trị nám tốt. Nếu như bạn muốn tìm hiểu về mỹ phẩm điều trị nám thì bạn hãy tìm là mỹ phẩm điều trị nám nào tốt. Dĩ nhiên là không phải loại nào cũng tốt, người ta nói tốt nhưng mà chưa chắc là nó đã tốt. Chính vì vậy bạn phải là người tìm kiếm thông tin. Ví dụ như là bạn so sánh là máy laser này thì các cái spot size như thế nào, máy laser này thì spot size như thế nào, có thể làm được những gì, có thể xóa xanh không, có thể xóa được tàn nhang không, có thể điều trị nám chân đinh hay không, có thể điều trị nám mảng hay không, có thể điều trị được bớt ita hay không, ito hay không. Đó, thì mình phải so sánh lần lượt từng máy như vậy để mình chọn ra máy nào hợp nhất với mình và hợp nhất với dịch vụ của mình đang hướng tới. Ví dụ như bạn điều trị nám thì bạn không thể nào mua máy laser CO2 được, đúng không? Đó, cũng là máy laser nhưng mà tùy vào dịch vụ bạn muốn điều trị cho khách hàng là gì thì bạn hãy chọn mua máy đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tuyển nhân viên. Chọn nhân viên để điều trị nám thì phải chọn nhân viên như thế nào? Nhân viên này đã có kinh nghiệm là tư vấn cho khách hàng về điều trị nám, nhân viên này đã có kinh nghiệm làm laser điều trị nám cho khách, nhân viên này đã có kinh nghiệm về việc nhận biết cái bệnh lý về da nám trên mặt khách như thế nào, đúng không? Về bác sĩ thì mình cũng phải tuyển chọn bác sĩ có kiến thức về laser. Không phải bác sĩ nào cũng am hiểu về laser, mà phải là những bác sĩ đã từng có kinh nghiệm thực chiến, đã từng có kinh nghiệm lâm sàng trên các ca laser thì mình sẽ tuyển bác sĩ đó về. Và ngay cả bản thân mình thì khi mình bắt đầu mình muốn làm điều trị laser, điều trị nám cho khách thì mình cũng phải đi học, bởi vì khi mà mình đi học có rất là nhiều trường phái trong việc điều trị nám và sử dụng laser, và bạn phải chọn ra được phương pháp nào là đúng, phương pháp nào là khoa học để áp dụng vào cơ sở của mình. Bởi vì điều trị nám là một vấn đề khá là nan giải mà không phải chủ spa nào cũng biết, không phải bác sĩ nào cũng biết. Đây là một điều mà Phương Anh muốn chia sẻ với bạn. Nhưng mà rất nhiều các chủ spa muốn làm về dịch vụ điều trị nám. Chính vì vậy mà nhiều người làm lung tung, đi học lung tung và làm lung tung không đúng, thành ra là gây ra những tổn thương cho khách mà sau đó chúng ta không thể nào chữa lành được. Và khi mà chúng ta làm dịch vụ spa thì việc điều trị hiệu quả cũng là một điều rất là quan trọng mà chúng ta bắt buộc phải đạt được. Bởi vì khi chúng ta điều trị hiệu quả cho khách hàng thì khách hàng mới giới thiệu cho chúng ta, đúng không nào? Vậy thì Phương Anh đã hướng dẫn bạn, đầu tiên là chúng ta phải viết ra checklist nè, và sau đó là chúng ta phải so sánh giữa nhân viên này với nhân viên khác, bác sĩ này với bác sĩ khác, máy móc này với máy móc khác, làm thế nào để chọn đúng người có thể thực hiện tiêu chí theo như ta đã chọn. Ví dụ giảm béo thì mình chọn bác sĩ có kinh nghiệm về giảm béo, nhân viên có kinh nghiệm về massage bụng giảm mỡ chẳng hạn.
Như vậy thì chúng ta phải có những checklist, và khi chúng ta làm được những điều này thì mặc dù chúng ta vốn ít nè, nhưng mà chúng ta đầu tư vào đúng máy nè, chúng ta lựa chọn đúng nhân viên nè, chúng ta lựa chọn đúng bác sĩ nè, chúng ta lựa chọn đúng dịch vụ sẽ mang lại cho spa chúng ta nhiều tiền. Và cái quan trọng nhất đó phải là chọn đúng một người thầy để dạy cho bạn về marketing. Bởi vì marketing là một điều rất quan trọng, hơn cả máy móc, hơn cả bác sĩ, hơn cả nhân viên, hơn cả cơ sở vật chất. Nếu bạn làm tốt tất cả những điều kia nhưng bạn không biết về marketing thì tiệm spa của bạn cũng sẽ đi từ lỗ tới lỗ và tới rất lỗ. Việc sản phẩm tốt hay không là không quyết định được khách đến với bạn đông hay không. Việc bạn marketing giỏi hay không là việc sẽ giúp cho bạn khách đến nhiều hay không và bạn có tiền hay không. Hãy học marketing trước khi mở spa. Trước đây Phương Anh cũng như bạn, Phương Anh mở spa trước rồi Phương Anh mới đi học và Phương Anh phải tốn hết 2 tỷ để trả cho những chi phí mà Phương Anh nghĩ là nếu như mà mình đi học trước đó thì mình sẽ không phải tốn. Chính vì vậy, điều đầu tiên là chúng ta sẽ học về marketing, học về kinh doanh. Và chúng ta học ở đâu? Kênh YouTube của Phương Anh là hoàn toàn miễn phí để bạn có thể tham khảo những kiến thức về kinh doanh spa, marketing spa. Và nếu như có điều gì chưa hiểu thì bạn hãy comment xuống dưới đây những điều mà bạn đang thắc mắc và bạn đang muốn hỏi, và bạn rất là băn khoăn mà bạn không biết sẽ phải hỏi ai, thì bạn hãy comment xuống dưới đây thì Phương Anh sẽ có những video để trả lời cho bạn. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi video này và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau trong những video sau nha. Nhớ hãy follow kênh của Phương Anh, hãy bấm vào nút cái chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Vì biết đâu đó nếu bạn không follow, không đăng ký thì bạn sẽ bỏ lỡ mất những chiến lược quan trọng có thể giúp bạn phát triển doanh thu gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần khi kinh doanh spa. Bởi vì hầu hết những người thành công họ chỉ đều áp dụng một chiến lược rất nhỏ, một chiến lược rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng khi áp dụng sẽ mang lại cho bạn thành công vượt bậc. Và hãy nhớ nha, follow và hãy chia sẻ này, bởi vì biết đâu ở ngoài kia sẽ có rất nhiều người đang cần đến kiến thức này. Xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.